Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, nhờ sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân huyện Bầu Bàng đã chung sức đồng thuận thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống cho người dân. Thời gian qua, huyện Bầu Bàng đã tập trung nhiều nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao. Và đến cuối năm 2023, 3 xã còn lại cũng đã hoàn thành bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vừa được tỉnh thẩm định, xét duyệt. Sớm hiểu rõ về lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân huyện Bầu Bàng đã đoàn kết, hăng hái tự nguyện tham gia đóng góp sức người, sức của, thực hiện các phần việc, công trình đạt kết quả cao. Hàng tháng thì là phát động dọn dẹp vệ sinh, tham gia là trồng cây xanh, rồi là dọn dẹp và bảo vệ môi trường. Thì nhìn chung là trong từ năm 2021 cho đến cuối năm 2023 đến nay thì đối với ban phát triển xây dựng nông thôn mới của ấp là luôn luôn là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của ban quản lý xã là giao cho. Thì riêng về cái trồng cây xanh thì cho đến giờ này thì ấp cũng đã trồng được như vậy là khoảng 120 cây là chuông vàng, đến giờ này cũng đã chỗ bông. Từ hơn 2.000 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình trong huyện Bầu Bàng đã hiến đất, đóng góp ngày công, tiền mặt, hiện vật, tạo thêm nguồn lực phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Hiện gần 80% hệ thống đường giao thông nông thôn của huyện đã được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp, cùng với việc đầu tư hệ thống lưới điện phục vụ nhân dân. Hiện 100% hộ dân đã được sử dụng các nguồn điện thường xuyên, an toàn vào sinh hoạt và phát triển kinh tế. Huyện đã có hơn 10 sản phẩm ô cốp 3 sao, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của địa phương, với tổng giá trị sản xuất toàn ngành giai đoạn 2021-2023 đạt trên 100 tỷ đồng. Cùng với đó là trên 42.000 lao động có việc làm thường xuyên, đảm bảo đời sống, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 80 triệu đồng một người một năm. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh trật tự cũng luôn được chú trọng thực hiện và đạt kết quả cao, góp phần đưa diện mạo các vùng nông thôn ngày một khởi sắc, đủ tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. 100% số xã đạt cái chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi thì huyện cũng sẽ tiếp tục coi như là nâng chuẩn về chọn 1 đến 2 xã để phấn đấu là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và một mặt là chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái việc quy hoạch và phát triển đô thị đối với các cái xã để đảm bảo cái tiêu chuẩn đô thị và để nâng Bầu Bàng lên đô thị loại 5 trong cái thời gian tới. Từ nền tảng sẵn có, huyện Bầu Bàng tiếp tục cùng các địa phương khác tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, nhằm sớm đưa Bình Dương đạt được mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.